Xin chào các bạn khán giả của kênh Bí Quyết Thành Công. Các bạn thân mến, đa phần chúng ta thường gán cho những thất bại, bất hạnh hay những chuyện không may xảy đến với mình là điều xui xẻo, đen đủi đúng không nào? Và tất nhiên, sống ở đời thì chẳng ai muốn mình sẽ gặp phải điều đó, mà ai cũng mong may mắn tìm đến với mình. Nhưng trên đời này, lấy đâu ra nhiều may mắn vô cớ tới như vậy? Vận mệnh là do bản thân, cái gọi là may mắn chẳng qua cũng chỉ là kết quả của sự nỗ lực và thực lực của bản thân. Tuy nhiên, nếu để ý kỹ, ta sẽ nhận ra rằng trước khi một người bắt đầu gặp vận may lớn, 4 dấu hiệu sau đây thường xuất hiện. 4 biểu hiện đó là gì? Hãy cùng Bí Quyết Thành Công theo dõi video để xem mình có đang xuất hiện những biểu hiện đó hay không nhé! Biểu hiện đầu tiên của một người dễ thành công và gặp nhiều may mắn đó là luôn duy trì cảm xúc ổn định. Cách đây không lâu, ở tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, một học sinh sau khi cãi nhau với giáo viên đã không giữ được bình tĩnh mà nhảy xuống sông. May mắn nhờ trường phát hiện kịp thời, nhanh chóng cứu cậu bé lên bờ. Ở phần bình luận của tin tức này, có người nói, may mà cậu bé đã an toàn, nếu không, cái giá phải trả cho sự mất bình tĩnh này là quá lớn. Trong cuốn sách có tên Nhận biết tính cách nguy hiểm, có cảm xúc không ổn định được coi là tính cách nguy hiểm. Những người như vậy thiếu khả năng kiềm chế cảm xúc của mình. Chỉ một chút kích thích thôi cũng sẽ khiến cảm xúc trở thành chủ nhân của họ. Cảm xúc không ổn định giống như kẻ thù lớn trên đường đời. Khi không kiểm soát được cảm xúc, chúng ta thường làm những việc phi lý. Cái giá phải trả có thể sẽ rất đau đớn. Và những người ổn định về mặt cảm xúc là người luôn tỉnh táo và có thể vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống. Cách đây 3 năm, trong hội nghị các nhà phát triển AI do Baidu tổ chức, CEO Lý Ngạn Hoành khi đang có bài phát biểu đã bất ngờ bị một khán giả lao lên bục và dội nước vào đầu. Nhưng anh không để hội nghị mất kiểm soát, anh chỉ hỏi đối phương một câu bằng tiếng Anh, rồi bình tĩnh lau nước trên mặt. Hành động của anh khiến khán giả vỗ tay như sấm và bài phát biểu lại được tiếp tục. Hãy tưởng tượng nếu Lý Ngạn Hoành tức giận vào thời điểm đó, câu chuyện có lẽ sẽ kết thúc theo một cách khác. Một nhà kinh tế cho biết, sự ổn định về cảm xúc là một phẩm chất rất quan trọng. Tuyệt vọng có thể nhận lại được sự thông cảm, nhưng mọi nỗ lực, kỷ luật và sự tự giác mà bạn nỗ lực để kiểm soát cảm xúc của mình sẽ được người khác ghi nhớ. Khi thời cơ đến, cơ hội sẽ ưu ái những ai có tính kỷ luật tự giác. Bởi đằng sau sự ổn định về mặt cảm xúc đó là việc biết cách kiềm chế và giải quyết mọi việc một cách bình tĩnh. Chỉ khi không bị cảm xúc đè nặng, chúng ta mới có thể xóa tan lớp sương mù của cuộc đời và đối mặt với những rắc rối trên đường đời với một tâm thế tỉnh táo và bình tĩnh nhất. Biểu hiện thứ hai đó là có thói quen tự suy xét lại bản thân. Tôi đã từng đọc một câu chuyện như vậy. Có một người bán xà phòng làm việc rất chăm chỉ mỗi ngày, nhưng hiệu suất của anh ta kém đến nỗi không thể đủ ăn đủ mặc. Tuy là cùng một sản phẩm, nhưng doanh số bán hàng của đồng nghiệp rất tốt. Anh tin rằng vấn đề chắc chắn nằm ở mình. Vì vậy, anh bắt đầu suy ngẫm về bản thân mỗi ngày. Là khả năng diễn đạt kém, không thuyết phục được khách hàng hay không đủ nhiệt tình để khiến khách hàng cảm nhận được sự chân thành. Để tìm ra nguyên nhân, sau mỗi lần bán hàng, anh đều chân thành hỏi ý kiến khách hàng. Không mua cũng không sao, chỉ cần nói những điều anh làm chưa tốt để anh sửa lại và thay đổi trong tương lai. Nhiều khách hàng cảm động trước sự chân thành của anh và lần lượt cho anh những lời khuyên, đồng thời cũng ngày một có lòng tin hơn ở anh. Sau này, doanh số bán hàng tăng đều đặn, anh ấy trở nên nổi bật trong số các đồng nghiệp của mình và được thăng chức lên làm người đứng đầu công ty. Tên anh ấy là Edward S. Litter và anh ấy là cựu chủ tịch của công ty nổi tiếng Colgate. Nhà thơ nổi tiếng Heinrich Heine từng nói, tự suy xét là một tấm gương, nó có thể phản chiếu rõ ràng những sai lầm của chúng ta để chúng ta có cơ hội sửa chữa. Là con người, không ai là hoàn hảo cả. Sẽ có những sai lầm và thiếu sót.
Mắc sai lầm không đáng sợ, điều đáng sợ là bạn không bao giờ chịu nhìn nhận lại bản thân và chỉ tập trung vào người khác. Con đường tự nhìn nhận lại bản thân giống như một nấc thang dẫn đến thành công. Mỗi lần tự xem xét lại mình là một lần tự trau chuốt và mài giũa lại bản thân. Chỉ khi nhìn thấy những thiếu sót của bản thân, bạn mới có thể kịp thời điều chỉnh tốc độ và biến đổi thành một phiên bản tốt hơn của chính mình. Một biểu hiện tiếp theo không thể thiếu được ở những người thành công, đó chính là sự khiêm tốn. Một triết gia ở phương Tây đã nói, khiêm tốn và vĩ đại là những người hàng xóm thân thiết. Ở đời, kẻ bất tài càng thích phô trương sự thanh cao, còn người khôn ngoan thực sự lại luôn ẩn mình trong khiêm tốn. Trong một chương trình truyền hình thực tế có tên Voice của Trung Quốc, có một phân cảnh khiến tôi rất ấn tượng. Trong số những người tham gia chương trình có một giáo sư họ Tiền. MC giới thiệu rằng gia đình của bà, một nhà ba viện sĩ, cả gia đình đều là giáo sư. Cha của bà là một bậc thầy về quốc học Trung Quốc. Anh của bà là một trong những người sáng lập ra cơ khí hiện đại Trung Quốc. Tất cả hai người đều nhận được danh xưng viện sĩ. Bản thân giáo sư Tiền cũng là một trong những viện sĩ đầu tiên của Học viện Khoa học Trung Quốc và là nữ viện sĩ đầu tiên của Đại học Thanh Hoa, top 5 đại học hàng đầu tại quốc gia này. Nhưng còn chưa nói xong, giáo sư Tiền đã xin phép ngắt lời MC, nói hy vọng mọi người đừng gọi bà là viện sĩ, gọi bà là cô giáo là đủ rồi. Cả đời vinh quang nhưng không hề cao ngạo mà luôn đặt mình vào một vị trí hết sức bình thường. Lời nói của giáo sư Tiền nhận được tiếng vỗ tay nhiệt liệt từ khán giả. Ngày thường, bà cũng luôn như vậy. Khi tổ đạo diễn của bộ phim tài liệu University mời bà tham gia quay phim, bà nói rằng, tôi không nghĩ mình đủ giỏi để tham gia chương trình lớn này, còn có rất nhiều người giỏi hơn tôi. Bà đã không đồng ý tham gia cho đến khi nhóm đạo diễn đến mời bà 3 lần và 3 giáo viên khác từ Đại học Thanh Hoa cũng đã được quyết định. Cuốn Kaganten có viết, đất trũng thành biển, kẻ khiêm tốn làm vua. Lúa chín thì thường cụp xuống dưới, khiêm tốn là đạo xử thế của người thông minh. Chỉ khi giữ được sự khiêm tốn, chúng ta mới tránh được thị phi. Chỉ khi giữ được sự khiêm tốn, ta mới có thể có được chỗ đứng vững chắc và may mắn cũng sẽ luôn đồng hành. Và biểu hiện cuối cùng của một người thành công đó là luôn có lòng biết ơn. Cao Điều Hoàng, một doanh nhân Trung Quốc, ông là chủ tịch của tập đoàn Phu Yao, một trong những nhà sản xuất kính lớn nhất thế giới. Trong cuốn tự truyện của mình từng kể rằng, một ngày năm 1980, ông bất ngờ nhận được một bức thư. Nội dung của bức thư là: Lão Cao, lâu rồi không gặp, gần đây thế nào? Nghe nói cậu đã thành lập doanh nghiệp. Tôi thật sự chúc mừng cho cậu. Cách đây không lâu, tôi được chẩn đoán mắc ung thư gan. Có lẽ tháng ngày không còn nhiều nữa. Nếu có thời gian, chúng ta gặp nhau một hôm nhé. Buông bức thư xuống, Cao Đề Quang lập tức liên hệ với nhà ga. Nhưng hôm đó vé đã được bán hết. Ông chỉ có thể đi xe ba bánh, rồi ngồi thuyền tới nhà của người viết thư. Người viết thư là Wang Ji Hoàng, người đã cho Cao Đề Quang một công việc và quan tâm tới ông năm xưa. Wang Ji Hoàng hy vọng rằng sau khi mình ra đi, Cao Đề Quang sẽ quan tâm tới con trai của mình. Vì bệnh tật nên gia sản của Wang Ji Hoàng đã khánh kiệt. Cao Đề Quang biết chuyện đã một mình đứng ra lo hết mọi việc hôn lễ của con trai Wang Ji Hoàng, đồng thời còn liên lạc với hội bạn cũ, nhắn họ nhất định phải tới thăm lão Wang một lần. Wang Ji Hoàng sau cùng đã hoàn thành tâm nguyện được nhìn thấy con trai kết hôn trước khi ra đi. Một giọt ân tình, một thùng báo đáp. Thành công là một vòng tuần hoàn, vì luôn có lòng biết ơn nên suốt cả con đường sự nghiệp, Cao Đề Quang luôn có quý nhân giúp đỡ nên được nghiệp lớn. Miyazaki Hayao từng nói, chúng ta gặp nhau rồi quen nhau trong biển người, chẳng ai luôn thuận buồm xuôi gió cả. Chỉ khi mang trong mình tấm lòng biết ơn, ta mới có thể chọn đời hạnh phúc. Luôn giữ một tấm lòng biết ơn là bạn đang tích phúc cho chính mình. Chỉ khi ghi nhớ tấm lòng nhân ái của người khác, không bao giờ quên báo đáp người có ơn với mình, ta mới có thể đổi lại được chân tình, kết giao được người bạn đồng hành đáng quý trên đường đời. Đúng như câu nói của một nhà văn rằng,
không có vận may vô cớ, mỗi một vận may đến chính là tiền lãi mà ta đã tiết kiệm được. Mỗi người đều là nhà thiết kế và xây dựng nên vận mệnh của chính mình. Bạn bỏ ra bao nhiêu nỗ lực, bạn sẽ thu hoạch được bấy nhiêu hạnh phúc. Các bạn thân mến, cổ nhân có câu dạy thế này: ẩn mình chờ thời, bất ngờ phản công là biểu hiện của người cơ trí, làm nên nghiệp lớn. Sống đơn giản, không phô trương chính là thượng sách. Câu nói này được hiểu như thế nào? Bạn có biết không? Người khôn ngoan ẩn mình chờ thời, sau đó dùng một kích phản công. Cổ nhân dạy, một con sói tham vọng muốn leo lên làm thủ lĩnh sẽ không bao giờ thách đấu. Thay vào đó sẽ âm thầm giữ lực, quan sát nhất cử nhất động của bầy đàn, điểm mạnh và điểm yếu của từng con. Khi xác định được bản thân, nắm chắc phần thắng trong tay, nó mới quyết định khiêu chiến. Xưa nay, một người làm nên nghiệp lớn đều biết nhẫn nhịn hạ thấp bản thân, ẩn mình chờ thời. Khi đã chín muồi mới tung đòn phản kích. Mỗi đường đi nước bước của họ đều được tính toán kỹ càng. Không đánh thì thôi, một khi đã đánh thì nhất định phải bách trúng bách thắng. Thế nên, sống ở đời đừng ham cái mác thông minh tài giỏi để rồi đắc chí làm càn. Bằng không, bạn sẽ chỉ là một kẻ ngốc, trở thành con cờ bị người khác thao túng, thậm chí rước họa vào người. Thế nên, sống đơn giản, không phô trương chính là thượng sách. Sống trên đời không ít những người thích khoe khoang, phô trương thanh thế. Tuy nhiên, cuộc sống luôn có một quy luật. Người giàu sang thì khiêm tốn, còn người không có tiền lại nổ như pháo hoa. Sống đơn giản, không phô trương chính là thượng sách của người thông minh. Có thực tài có thể làm nên nghiệp lớn. Nên nhớ, một tấm áo không thể làm nên thầy tu. Vẻ bề ngoài của bạn thế nào không thể quyết định được tương lai của bạn. Tất cả phụ thuộc vào nội hàm tu dưỡng, tư duy và trí tuệ bên trong. Nên nhớ, thái độ của bạn với cuộc sống thế nào thì tương lai phía trước của bạn cũng sẽ như vậy. Và để giúp các bạn có tư duy làm giàu đúng đắn thì Bí Quyết Thành Công muốn gửi tới các bạn một ứng dụng tuyệt vời có tên là 1.000 bài học danh nhân, chất lọc ngàn điều hay từ các bậc vĩ nhân kim cổ. Đây giống như là một người đi trước sẽ kể cho bạn những câu chuyện và những bài học tinh túy được chất lọc từ cuộc đời của các danh nhân tầm cỡ nhất trong lịch sử nhân loại. Đó là những kiến thức và sự kiện được chúng tôi tham khảo từ vô vàn cuốn sách và những bộ tư liệu lịch sử. Ứng dụng sẽ đi thẳng vào những bài học cốt lõi từ những vị nhân bậc nhất, chuyển hóa thành các chuyên đề thật cổ động, ngắn gọn, để giúp bạn có thể nhanh chóng nắm được cốt lõi và rút ra được những điều quý giá. Bạn có thể lắng nghe trước khi đi ngủ, trên phương tiện xe cộ, khi rảnh rỗi, lúc chống việc. Bạn có thể nghe qua điện thoại, laptop, qua tai nghe, qua loa. Bạn có thể mua cho con cháu, bạn bè là một chương trình kể chuyện hấp dẫn có tính giáo dục rất cao. Các bạn chỉ cần đăng ký link ở phần mô tả của video để nhận được phần quà hấp dẫn là 93 cuốn sách nói và 95 cuốn sách điện tử cùng những ưu đãi về ứng dụng 1.000 bài học danh nhân để học hỏi từ những con người đã làm nên lịch sử. Hãy coi mỗi ngày bạn tiến bộ là một ngày thành công. Video đến đây là hết rồi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và hãy giữ gìn sức khỏe cho bản thân và mọi người xung quanh để cùng nhau chiến thắng đại dịch nhé. Các bạn cũng đừng quên like video cũng như đăng ký kênh để tiếp thêm động lực cho đội ngũ kênh mang tới thật nhiều thông tin bổ ích hơn nữa. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo trên kênh Bí Quyết Thành Công.